Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Tuấn. Anh có hỏi Zika là nhờ Zika tư vấn giúp em có hai cặp loa cây đường kính 15 ạ. Bát 15 chứ đúng rồi. Giờ em muốn ghép thêm loa súp có được không? Vâng, với câu hỏi này của anh Tuấn thì chúng em sẽ tư vấn là ghép được và ghép được với loa súp điện. Để dùng ra bộ dàn loa cao lên gia đình thì thông thường chúng ta sẽ ghép súp điện và chúng em cũng sẽ tư vấn loa súp điện. Nếu khi đã ghép loa súp điện thì các em có thể ghép được. Vì súp điện nó sẽ có cái phần mạch công suất của nó đi kèm này. Và ghép với bộ dàn thì nó sẽ không hề ảnh hưởng đến công suất, đến trở kháng của âm ly và cũng không ảnh hưởng đến bộ dàn. Nó sẽ đem lại một cái chất bát nó mạnh hơn, tăng cường tốt cho tiếng bát. Vậy nên anh Tuấn yên tâm ghép được nhá. Đấy. Ghép được bát 15, bát 20, bát 25, bát 30, bát 40 đều ghép được loa trầm và ghép loa trầm điện. Và ngay sau đây em sẽ giới thiệu cho anh Tuấn và toàn thể các anh em mẫu loa trầm điện ngay bên cạnh em đây. Có model là Monster bát 30, dòng này sử dụng âm ly điện đi kèm, dòng là loa active liền công suất. Và cái này phần này là phần âm ly súp này, nó sẽ nhận tín hiệu vào và nó cắt toàn bộ giải tần số trung và cao đi, cho ra tần số thấp để đánh ra con bát. Chính vì nó sẽ được gọi là súp điện, model là Monster bát 30. Cái này thì để mà nói ghép được với những cái đôi loa như là anh Tuấn đang sử dụng hai đôi loa bát đường kính 15 thì ghép được, và các anh đang sử dụng loa bát 25, bát 30 đều ghép được ạ, không gian 45-50m² cho mẫu Monster này. Hiện tại chúng em đang bán với mẫu này có giá là 4.500.000 đồng. Xin giới thiệu luôn đến anh Tuấn và toàn thể các anh em để biết được giá, và em sẽ đi vào ghép trực tiếp để anh em cùng trải nghiệm chất âm. Còn anh Tuấn thì yên tâm nhé, ghép được liên hệ cho chúng em sẽ tư vấn cho mẫu này để ghép được hai đôi loa bát đường kính 15 của anh nhé. Điều là một bộ dàn âm thanh đang sử dụng vốn có nhà chúng ta, nếu muốn ghép thêm loa trầm mà không bị ảnh hưởng đến hệ thống dàn âm thanh thì chỉ có ghép loa trầm điện mà thôi. Vì trầm điện như em vừa chia sẻ các anh em là nó có công suất đi liền, thì chúng ta chỉ kết nối làm sao chúng ta cấp nguồn cho cái phần công suất của trầm này, lấy tín hiệu từ trên âm ly hay từ trên đẩy đến vang hay từ vang xuống bằng đường kết nối dây chuyên dụng là dây AV. Như cái này em hướng dẫn các anh em nhiều rồi ạ. Đưa vào đây và tinh chỉnh. Nó có volume, chia đa volume riêng của nó có chia đa các tần số riêng của loa trầm. Vậy là chúng ta hoạt động được thôi. Và trầm thì nó có vai trò là tăng cường cái tiếng bát trong bộ dàn. Như anh Tuấn vừa đặt ra câu hỏi cũng như là Zika chúng em tư vấn là hai đôi loa bát 15 của anh thì ghép với trầm này rất là hợp. Thế vậy em đang ghép rồi. Em không có loa bát 15 nhưng em có loa bát 25 và một loa full bát 30, em ghép đây. Hai cái đôi này đánh không là bát đã cầm rồi. Vậy nên em ghép trầm và anh em vẫn thấy cái tiếng trầm đánh rất là tốt, mà nó không ảnh hưởng xấu đến cái công suất để trở kháng, nó không lấy công suất của loa, không lấy, không ảnh hưởng trở kháng của âm ly. Vậy nên chốt lại câu là ghép được, ghép hay. Đấy, còn các anh em thì sao, thắc mắc gì cứ tự để lại comment bình luận nha, chúng em tư vấn nha. Rồi, xin mời anh Tuấn và toàn thể các anh em trải nghiệm và trọn vẹn nốt cái bản nhạc này nhé.